Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 9. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu phao tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Phan Văn Giang yêu cầu binh chủng công binh căn cứ vào tình hình thực tế lưu tốc dòng chảy, tiến hành lắp đặt cầu phao trong điều kiện cho phép để phục vụ người dân đi lại. Trước mắt khi chưa thể tái lắp cầu phao do nước sông Hồng vẫn chảy xiết, binh chủng công binh nghiên cứu tổ chức phà thay thế, chỉ chở người dân và phương tiện xe máy qua sông. Chú ý về công tác an toàn gia cố hai thành phà quân đội cho cano đẩy để chuyên chở, ra thông báo quy định thời gian, số lượng người và phương tiện được phép đi phà. Lực lượng quân đội phối hợp các lực lượng công an, thanh tra giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn tuyệt đối cho người dân, xây dựng phương án có cano trực 24/24 giờ để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.